Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, người dân trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An gặp khó khăn khi liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại hiện trường sạt lở kênh nước mặn xã Phước Đông, huyện Cần Đước với chiều dài sạt lở hơn 100 m, ăn sâu từ mép kênh vào phía sau nhà dân hơn 10 m như thế này, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân nơi đây. Hiện đã có 3 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Thấy nó nứt quá mình mới di dời lên trên ảo bớt, còn một số ở đây giờ thấy nó quá trời mới bỏ đi. Cũng kè không nổi, nó sụp xuống giáo luôn, lên chảnh chặt lắm mà phải ở chứ chỗ đâu ở, phải đây nó lỡ mình ở đây nó sụp nó xong sao. Bên cạnh đó, tại khu vực rạch Ông Bán, xã Phước Đông bị sạt lở, sụt lún có chiều dài khoảng 150 m, trong đó có một đoạn khoảng 20 m bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào mép đường bê tông khoảng 10 m. Nguyên nhân chủ yếu do dòng kênh chảy xiết làm cho đất dưới lòng rạch bị xói mòn cuốn trôi. Trước khi sạt lở là ở dưới đây dạng như là có một cù đất là nó sạt ra xong rồi đó là trống, chỗ đó là trống chân, dạng như là xấy nước qua đây không. Nói chung là ở đây là lo lắng lo sợ, đêm là không có ngủ được, sợ dữ lắm. Hiện nay thì chính quyền địa phương xã đã có xử lý tạm một số điểm và cấm biển báo cảnh báo là có nguy cơ sạt lở, như chỗ đường Sống Trễ thì hiện nay đã sạt lở cái đường giao thông, thì xã cũng đã có cấm bản, giăng dây và gia cố tạm cừ để không tụt sạt lở và cái rải đá tạm để cho người dân lưu thông. Kiến nghị của địa phương thì các cấp, các ngành cũng sớm có cái giải pháp để cho người dân ổn định và cái nguy cơ sạt lở, nhất là cái đê bao đạch cát là cái đê bao ngăn mặn, tránh để nó sạt lở ảnh hưởng đến cái đê. Dưới tình hình diễn biến sạt lở phức tạp trên, cơ quan chức năng cần khẩn trương đề ra các biện pháp khắc phục nhằm ứng phó kịp thời, sớm ổn định lại đời sống và kinh tế của người dân tại khu vực này.